Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Hôm nay em quay cho quá trình tham khảo cái động cơ mới về của chị. Con này là Kuta 66 à, ba máy. Con này cũng rất là đẹp quá chị, nhưng mà nó không gọi là xuất sắc quá chị ha, hay là khá máy. Bị chốc lỗ trên mặt nạ ha, trên nắp còi chạy sơ sơ miếng chỗ này quá chị. Con này có bô lửa, không có bô e, heo dầu, co bé rất đẹp quá nha nha. Nhưng bị chỗ này chút xíu. Đó. Thì mỗi ngày cũng nhiều anh em cô bác hỏi 66 ngày em không có thời gian quay. Nay quay con này cho quán trên xem thấy có cần xài ủng hộ giùm em cái động cơ này nha. Động cơ này còn rất là chắc quá em. Chỉ có nước sơn nó hơi kém kém ở chỗ này nè. Mà mua xa bán vậy nha, không giảm giá mình giảm lên nó phồng lên kỳ lắm quá chị em, giảm nó phồng lên rất là kỳ nha. Thôi nổ máy cho quá chị em xem nha, nghe tiếng máy của quá chị em thấy hài lòng thì ủng hộ giùm em. Rồi, tình trạng máy thì bao zin nguyên bản quá chưa, không có sơn nhậm bất cứ chỗ nào nha, chỗ nào mình để gan vậy đó, bao nguyên zin, bao cô bác chị em test máy trước khi thanh toán tiền. Đó. Thì con này em bán em bao ship tới chỗ của bác chị em giá 10 triệu, còn bác chị em tự vận chuyển thì giá rẻ hơn. Đó. Rồi, em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha, hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo nha, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các bác đã xem kênh cũng như đăng ký kênh bên em. Cảm ơn nhiều lắm.